Ok, và hãy xin chào tất cả các bạn đã đến với channel của mình. Mình là Elite Minecraft và chào mừng các bạn đã đến với Minecraft Bookcase Survival. Ok. Và nếu các bạn thích video này thì đừng quên bấm like và đừng quên chia sẻ nha. Ok, và hôm nay mình sẽ tạo một series mới về Minecraft. Và mình sẽ đặt tên là Minecraft Survival. Ok. Để mình tạo map mới rồi gặp các bạn sau khi tạo xong. Ok, mình đây và mình sẽ đặt tên là Minecraft. Ui. Ok. Và mình sẽ bật chơi gian lận vì mình cũng cần chính sáng để lúc mình chơi mình chưa có giường. Ok. Và tạo nào. Bắt đầu. Chờ mình xíu để mình trước khi vô phải mình phải. Ok. Chưa chờ nó làm map rồi đã. Thôi lắc nha các bạn. Ok. Đây là một cái khu đồng bằng mình có gỗ đầy đủ. Ok, mình sẽ cho các bạn thấy điều bất ngờ là mình cũng không biết mình làm cái gì mà hay lắm các bạn. Nè, cho các bạn coi nè, chờ mình xíu. Để mình đánh con ngựa nè. Một cái ngựa thôi các bạn. Mình không làm gì luôn á. Ok. Và nhìn mình đang mình qua với con bò cho các bạn coi. Mình không hát gì luôn nha các bạn. Nếu các bạn không tin gì thôi. Coi như là mình chưa nói gì nha. Ok, hơi lắc á. Ý, bò con, mình tưởng bò gì. Thôi kệ đi, bỏ đi. Và mình sẽ làm nào. Mình sẽ đi chặt gỗ. Cái nhờ cái này mà bữa đó mình cũng thử rồi. Qua với gặp Ender một cái một rồi các bạn. Đánh gặp Ender một cái một rồi. Ăn cái gì mình mạnh như heo chứ. Ok. Bên dưới. Ok, ok. Tập này mình chỉ giới thiệu sơ thôi. Và nếu tập sau, nếu tập này thì mình làm ổn định thì tập sau mình sẽ làm tập tiếp theo hay chất lượng hơn. Ok. Ôi. Nhìn đi xuống đây làm chi tệ. Ok. Mình nhờ cái này mà mình không sợ ma nữa. Không phải mình sợ ma như là mình không sợ ma giết mình chết á. Và mai mốt mình sẽ không cần giường để ngủ, mình chỉ cần mình đứng ngoài mình biết ma được. Mà mình sợ là sợ ma xuống nhà. Xuống đứng ngoài nó ghi mình chút cũng chết. Ok. Nhỏ tiếng hơn nha. Ok. Làm một bàn chế tạo. Que. Ok, nếu có thử thách gì thì các bạn cứ đặt cho mình sẽ làm hết. Nếu thử thách nào khó thì mình sẽ làm một cái, với thử thách dễ thì mình sẽ làm hai cái hoặc ba cái. Ok, và mình sẽ làm cúp. Rồi sáng, còn gèo thì để mình xuống đi đây mình làm lấy đá. Mình nói rồi mình chỉ giới thiệu sơ thôi. Mình hơi lắc nha các bạn. Đá. Mình chờ là mình làm gì không à. Mới đầu. Ok. Vậy thôi được rồi. Đắp lên. Làm que nè. Que. Gheo. Cúp. Ok, thì mình chỉ giới thiệu sơ thôi, mình nói rồi. Ok, nếu các bạn thấy video này thì đừng quên vô lại một like và đừng quên chia sẻ và subscribe với mình nha. Ok.
Ok, nếu nếu tập này hay á thì hãy nếu các bạn có những thử thách hay thì hãy để ở dưới phần bình luận cho mình để mình đọc thì mình sẽ làm theo. Bye.